chào các bạn, mình tên là Mai Huy. Hôm nay mình đứng đây xin giới thiệu các bạn những cái lưới mà che chắn côn trùng rất là tuyệt vời để ứng dụng trong nông nghiệp. Thì đây là nguyên một cái vườn về cây gen red. Cây gen red thì những cái đầu bông này nè, nó rất là nhạy cảm với côn trùng các bạn. Nên có côn trùng nó cắn vào là nó sẽ hư cái đầu bông, nó sẽ bị cục cái đầu bông. Chúng ta thấy có nhiều giò bông có thể bị cục đi, nó không có phân chia và không được dài cái giò bông ra. Ví dụ như đây là giò bông dài nè, đạt tiêu chuẩn nè, nó phân chia ra về dài. Thì cái vườn mà nếu bị côn trùng thì chúng ta sẽ xịt tốn nhiều phân thuốc trừ sâu, độc hại và nó sẽ không có đảm bảo về lâu dài. Thì người ta sẽ dùng cái lưới chắn côn trùng che nguyên cái vườn. Và ở trên vẫn gọi là lưới lan bình thường. Tại vì côn trùng nó ít có bay từ trên bay xuống đó các bạn, nó chỉ bay từ bên ngang bay qua. Thì họ dùng cái lưới chắn côn trùng này đây. Thì đây là những cái dạng lưới chắn côn trùng. Thì bên công ty mình có bán là lưới chắn côn trùng của Đài Loan, độ bền trên 5 năm, chống được tia UV 5 năm, tức là tia mà cực tím mặt trời á, tia độc hại á, làm cho nó bị hư á, thì 5 năm. Và cái lỗ mà cắn côn trùng này nè, là bên mình có rất là dạng nhiều lỗ, từ một dạng lỗ rất là khích cho đến lỗ hơi thưa. Thì tất nhiên là khi mà khích thì nó giá mắc, còn khi thưa thì giá nó rẻ hơn. Thì những cái lưới như vậy thì sẽ làm cho hạn chế 90% côn trùng các bạn, 90%. Tất nhiên chúng ta không có che kín hết thì không thể nào hạn chế 100%, nhưng chúng ta là hạn chế được 90% là rất là tuyệt vời, đúng không các bạn? Chúng ta có thể xịt gì kia đơn giản một tuần một lần, thậm chí một tháng một lần đó, thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều chi phí về tiền, về nhân công, về phân thuốc. Và chúng ta che như vậy nữa thì là nó tạo ra một cái khép kín, chúng ta có thể cách ly côn trùng đối với những cái vườn lân cận, rất là tuyệt vời. Thì đây là mô hình che lưới rất là đơn giản, rẻ tiền, không có tốn nhiều chi phí, vẫn ứng dụng từ những cái cây cột của lan, không phải làm thêm cái gì hết, không phải làm nhà lưới quy mô hoành tráng, mà chúng ta chỉ lấy cái vườn lan cũ và chúng ta che lưới xung quanh để chúng ta chắn. Còn nếu chúng ta làm từ đầu và suy nghĩ từ đầu thì chúng ta sẽ làm những cái vườn lan sẽ tuyệt đẹp hơn nữa về cái chắn côn trùng này. Thì nó sẽ tạo ra cái giá trị rất là cao như nãy Mai Huy đã nói. Thì Mai Huy mong rằng chúng ta có điều kiện hãy che những cái vườn lan để chúng ta hạn chế tưới thuốc trừ sâu và cây không có bị côn trùng tấn công, và tạo ra một cái cây bông, một cái giò bông tuyệt vời, tuyệt đẹp, có giá trị để chúng ta thu hoạch, buôn bán, kinh doanh, trưng bày và cắt cành, vân vân, tạo ra rất là nhiều giá trị các bạn ha. Thì Mai Huy rất là cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu chúng ta có nhu cầu mua về lưới chắn côn trùng, hãy gọi đến công ty hoặc là vào trang web kho nông nghiệp.com, hay là comment tại đây, bên nhân viên công ty mình sẽ gọi điện và chốt hàng cho các bạn để tạo đơn cho các bạn. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn nhé. Mai Huy cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để các bạn là người đầu tiên nhận được những video mới bên công ty Mai Huy mình, và nhận được những video kiến thức chia sẻ kinh nghiệm trồng lan. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công và có những giò lan đẹp. Xin